Hello mọi người, chào mọi người đã quay trở lại với kênh của em. Em là Nam, chuyên bán các dòng đàn Nhật second hand ha. Hôm nay em mang tới cho mọi người một chiếc LED Bow Full Z được sản xuất bởi Fujigen Nhật Bản nha mọi người. Đây là một cái dòng Full Z khá là nổi tiếng ở Nhật. Thì cái dòng này chắc nếu mọi người xem kênh của em chắc có lẽ là sẽ thấy nó xuất hiện nhiều ha mọi người. Bởi vì em đang bán dòng này rất là nhiều. Đó, nó rất là chất lượng về chất âm, về cấu hình và về mức giá. Thì đây trên tay em là một cây Full Z dán LED Bow nha mọi người. Mọi người nhìn bộ gỗ tớp rất là đẹp nha. Bộ gỗ siêu đẹp luôn. Đấy. Đầu cần là thương hiệu Full Z ha. Phía sau là một bộ khóa Rover nha mọi người. Đây, một bộ khóa Rover. Đó, mã series. Bắt in ra băng ha. Rồi, đàn này đã được qua sử dụng, cây này giá mới khoảng 900 đô mọi người. Cây này giá mới khoảng 900 đô ha. Thì cây này đã được qua sử dụng rồi. Và nó có một vài cái bít xước mọi người. Đây, nó có một vài cái bít xước này ha. Xước lông mèo mọi người. Đó. Mặt tớp thì siêu đẹp luôn. Mặt tớp rất đẹp nha. Hai cái bít cúp zin theo đàn nè mọi người. Hai bít cúp zin ha. Dàn phím được làm theo một cái công nghệ là CFX của Fujigen nha mọi người. Đó, dàn phím. Thì cái dòng LED Bow này nó sẽ phù hợp cho mọi người chơi các dòng nhạc mà kiểu là pop ballad nè, blues nè, jazz nè, rồi nhạc rock nè, một số loại nhạc nặng này, nó rất là ok ha. Nhưng mà nếu mọi người cầm cái này mọi người chơi những dòng khác này nó vẫn ok. Tại vì mình đàn điện thì còn có phơ với lại bộ âm thanh nữa ha mọi người. Đấy, thì cây này nó chất tiếng nó cho mọi người rất là sạch sẽ, rất là chắc ha, rất là chắc và rất là sạch. Đó, và action của nó rất là thấp để mọi người có thể sử dụng những cái kỹ thuật cao siêu hơn ha. Rồi, thì cây Full Z LED Bow này em bán với mức giá chỉ có 10 triệu thôi mọi người. Đó, 10 triệu cho một cây LED Bow Nhật rất là xịn sò ha. Rồi, thì ở mức giá này thì em sẽ tặng kèm cho mọi người là bao đàn, dây đeo với lại phím bảo hành cho mọi người là 12 tháng và free ship toàn quốc nha mọi người. Đó, shop em thì nằm ở quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Đấy, thì mọi người ở xa có thể liên hệ với em qua Zalo, số điện thoại hoặc là Messenger Facebook nha. Rồi, sau đây thì em mời mọi người nghe thử chất âm của cây Full Z này, xem thử nó có hợp với mọi người không ha. Và mọi người mua hàng thì nhớ mọi người mua hàng hay giao thanh phương thức thanh toán thì mọi người đặt cọc trước giúp em là 500.000. Sau đó em sẽ ship đàn và mọi người nhận hàng kiểm tra thanh toán số tiền còn lại giúp em ha mọi người. Đó, mọi người xem tới đây thì nhớ ấn like và cũng như đăng ký kênh ủng hộ em ra thêm nhiều cái video khác nha mọi người. Dạ, em cảm ơn mọi người rất nhiều ạ.